Muốn giảm cân, uống bao nhiêu nước một ngày là đủ anh em đã bao giờ nghĩ đến việc gym kết hợp uống nước một cách khoa học để giảm cân chưa? Thằng một vì sao anh em không nên bỏ qua nước trong cuộc sống hàng ngày uống đủ nước giúp não luôn tỉnh táo, các tế bào hoạt động ở mức cao nhất tăng hiệu suất tập thể dục. Một lợi ích tuyệt vời khác của nước chính là giảm cân, các ông biết tin này chưa, khi anh em uống nhiều nước, não sẽ đưa tín hiệu thông báo cơ thể đã no, ăn thêm ít nữa thôi là đủ ăn ít cũng đủ no rồi vì thế anh em thường xuyên uống nước ăn thực phẩm dầu nước có thể giảm tình trạng ăn vặt do đói vặt vì thể kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể tốt hơn nhưng đừng hiểu lầm ý tôi nhé không phải nhịn ăn uống mỗi nước lọc là qua được cơn đói đâu nên xem giảm cân đốt cháy mỡ thừa hiệu quả với năm mẹo đơn giản thay vì dùng nước để vượt qua cơn đói Hãy uống nước thường xuyên để ngăn chặn cảm giác khát một dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước trầm trọng, sau đó anh em có thể điều chỉnh cảm giác thèm ăn dễ dàng hơn trong ngày hai uống nước có thật sự giúp giảm cân không? Nó có thể giúp ích trong ngắn hạn nhưng không quá lâu dài, John nói. Trong khi khối lượng thức ăn và chất lỏng gây áp lực lên các tế bào thần kinh trong đường tiêu hóa, gửi một số tín hiệu đến não rằng bạn có thể no, nhưng nó không kéo dài lâu lắm. Uống cốc nước thật to chỉ, đánh lừa cảm giác no tạm thời thôi, thức ăn dưới dạng lỏng, mềm, rắn gây áp lực lên các tế bào thần kinh trong đường tiêu hóa, Lúc này não được gửi tín hiệu thông báo, no rồi nha, nhưng được một lúc thôi, cơ thể cảm thấy no, khi nạp đủ lượng calo cần cho mỗi bữa ăn, bao gồm protein, chất béo, tinh bột, chất xơ. Vì thế lấp đầy bao tử bằng cốc nước sớm muộn cũng bị phát hiện, sau khi nước qua khỏi bao tử, anh em lại đói cồn cào, khi anh em ăn không đủ calo, uống thiếu nước, đến khi bụng đói cồn cào. Chúng ta rất khó kiểm soát lượng calo nạp vô tội vạ cho cơ thể, nên xem anh em Zimmer ăn, uống như thế nào để tập bao nhiêu, lên cơ. Giảm mỡ bấy nhiêu thang 3 nên uống bao nhiêu nước một ngày để hỗ trợ giảm cân trước tập 3 tiếng. Chúng ta nên uống 460 đến 680 ml nước, 1 ml nước sau 1 tiếng tập 400 đến 767 ml nước mỗi giờ trong ngày. Trước và sau tập anh em có thể cân số cân nặng của mình để tính cứ 0,45 kg mất đi, hãy bù thêm 400 đến 738 ml nước tùy theo nhu cầu của bản thân, hãy chủ động uống nước đều đặn. Đừng chỉ uống khi cơ thể khát khô, vì lúc này cơ thể đã mất nước trầm trọng, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cũng gây hại lắm, lúc này natri trong máu bị pha loãng, gây buồn nôn. Chóng mặt, mệt mỏi, tổn thương não, thậm chí tử vong, thăng bốn nước có làm cơ thể bị chữ nước tăng cân lên không? Cơ thể bị chữ nước chỉ xuất hiện ở người bệnh thận, lúc này nước bị thận giữ lại, gây bệnh. Với người khỏe mạnh, tình trạng này không xuất hiện nhé, một chế độ ăn quá nhiều muối, nhiều thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đóng hộp chứa rất nhiều chất bảo quản và muối vì glycogen dạng lưu trữ của carbohydrate kết hợp với nước ngồi một chỗ quá lâu đều khiến cơ thể chữ nước tăng cân nhé, nên xem thử thách 10 phút planh tại nhà cho cơ bụng săn chắc ăn uống heo thì ít cắp uống đủ nước tập thể dục đều đặn là cách giúp cơ thể không bị chữ nước giảm cân, săn chắc cơ thể, nước giúp anh em giảm cân như một thói quen lành mạnh khi anh em uống nước trước sau tập và bổ sung lượng nước cả ngày đầy đủ như tôi hướng dẫn trên uống đủ nước kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn và uống ít đồ uống có đường để làm dịu cơn khát duy trì vẻ đẹp trai lâu dài hơn